Thưa quý vị, đây là anh Châu, đại diện cho Pachanga Casino. Hình của anh mà thấy khắp phường 6 của Lộc Thọ, phía đông Sài Gòn này hết. Năm mới anh đem cái điều gì may mắn cho bà con đồng hương nữa anh? Dạ, trước đây thì Pachanga kính chúc quý vị một năm Đinh Dậu 2017 dồi dào sức khỏe, gặp chàng tài lộc và may mắn vui tươi. Dạ, thưa anh có thể cho biết thêm về những cái chương trình mà hiện nay mà đang diễn ra tại Pachanga Casino để mời gọi bà con đồng hương đến thử thời vận và cũng như là tìm cái may mắn đó thưa anh? Thì trong tháng 2 này, 11 tây tháng 2 mình sẽ có tổ chức một cái ca nhạc có tính thành sẽ đến để cho Tết New Year của mình Việt Nam. Thì nó sẽ cho cái những cái decoration về cho vòng vòng ở chỗ casino để cho khách xuống đi enjoy cái New Year. Muốn có điều gì nữa trong cái ngày hôm nay, ngày mà Pachanga Casino có mặt tại hội chợ Tết của thành phố Washington của Lộc Thọ này cho anh? Thì muốn nói cái dự về cấp thêm hotel và swimming pool. Thì đang bây giờ đó mình đã cấp xong cái chỗ parking lot cho mấy người khách đầu là cái phase 1, thì trong đó là 2.400 chỗ đậu cho xe và 44 chỗ đậu cho xe điện để người ta cho chiếc xe. Xong đó thì cái phase 2 đó là hy vọng là mình sẽ chất xong cái hotel 568 phòng và hai cái story và luxury spa, 6-5 cái swimming pool và gần 70.000 square feet meeting space cho mấy người khách xuống để người ta enjoy. Wow, một cái công trình phải nói là lớn quá thưa quý vị ơi. Khi nào thì cái công trình đó hoàn thành thưa anh? Thì mình hy vọng cái sẽ xong cuối năm 2017. 2017 là chuẩn bị sẵn sàng để mà phục vụ du khách. Dạ, thì tất cả cái expansion này đó là cũng là rất là bự, gần 300 triệu. Wow, quý vị, một cơ hội mới cho bà con đồng hương khi mà đến vui chơi và cũng như là tìm kiếm cơ hội may mắn tại Pachanga Casino. Cảm ơn anh Châu rất là nhiều và hy vọng rằng là bà con đồng hương sẽ đến càng ngày càng đông càng vui hơn. Cảm ơn anh, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới anh.